Ai có nhu cầu mua nick Liên Quân Free Fire, quần huy giá rẻ kèm nhiều vòng quay lật thẻ may mắn thì ghé shop trưởng Star.com, ở đây cái quần què gì cũng có. Nhớ vào đúng đường link bên dưới phần mô tả nhé. Định làm video cầm bướm AFK chấp tim bạn mà chưa chấp họ đấm cho gần AFK luôn. Trận này Trâm cầm bướm học sinh nha, gì chứ con này mình chơi cũng khá là ghê gớm, tỷ lệ thắng có 90% nhưng mà ít chơi. Tại vì ở giai đoạn đầu dọn lính hơi lâu, trong khi mình là người thích nhanh gọn lẹ, do vậy không thích sự chờ đợi này. Nhìn hai bên đang giao tranh vậy có nghĩa thời cơ của tướng này đã tới, bởi vì có mưa sao băng. Coi bơi chạy đi đâu. Thương vụ Ilu quá, ai bảo tốc biến làm chi để chết. Trang bị ngọc phù hiệu tướng này giống nhau nên mấy bạn chỉ cần lên chỗ gợi ý đồ rồi dùng của mấy top bảng xếp hạng thôi. Nó không đa dạng như con Nata được, mấy tướng này kiểu cấu rỉa dồn đam chứ không thể lên tanh, thủ mà ánh thường được. Tiếp tục là một pha nước bụi của Trâm nè. Nhưng mà, sai lầm mấy bạn ạ, con voi nó lên cái phù hiệu kia giáp phép trâu quá, dồn chưa có thấm được. Nãy Flo nó núp mình một vố, giờ đi qua mấy cái bụi cứ bị ám ảnh, huống chi mấy người đi ganh gặp Trâm cầm Nata núp bụi họ không cay mới lạ, cảm giác rất là bất an không biết chết lúc nào. Lần này mình cũng núp bụi nhưng núp dưới nha, do còn con lính nên Trâm chờ tim ăn xong được khỏi lộ. Xem lần này chúng mày có thoát được nữa không? Quay xe quay tàu gì cũng chết cả. Cái thằng rừng này nãy giờ nó không thèm ganh mà không chăm cái trụ giúp mình, để mất mẹ chỗ đứng trên xã hội. Tiếc là không có tốc biến chứ mình cho ra đi cả cặp luôn. Ơ mụ điên này, ngáo hay gì? Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối cứ đâm vào. Hết máu, hết mana, Châm về đã. Lần này cũng hai thanh niên dưới kia yếu máu mà tốc biến mình cũng chưa hồi xong. Ulti cái quần què gì lộ. Nhưng mà có thằng lười nhác mà đứng đây nè. Lần sau siêng đi về thêm một đoạn nhé. Tim kia nó đang ép tim mình, do đó Trâm sẽ mở đường để chia chúng nó về. Phận làm pháp sư mình cần chú ý đến Joker nhiều hơn, mình mà không đánh thì chả ai đánh được nó. Công nhận cái đồ trợ thủ đó tăng giáp ghê, cho con bướm chà bá vậy mà không chết. Đang dọn lính để về thấy hai cục đỡ đòn lên đánh nhau trên kia làm Trâm cảm thấy hoài nghi về thế giới nên Trâm lủi thủi đi về luôn, có sát thương đâu mà lên bem nhau, tới cứu chết thua luôn nữa. Nay thấy nhiều người chơi Ilumia quá, cái chiêu xa cả cây số rất khó chịu. Coi ông Joker định làm gì đây? Ôi giời ơi, chết không biết vì sao chết luôn. Đấy đấy, thiếu cụ tổ mà mấy em lại đánh nhau thế này. May mắn nó còn tốc biến đó, không thì làm mồi cho cớ học sinh. AD mình bây giờ bắn thấm rồi, chỉ cần đi quanh hỗ trợ họ thôi. Lợi thế không ăn tà thần còn bắt năn nỉ nữa cơ. Mình sẽ cố gắng cấu máu trước khi giao tranh nhé. Hết thời tim bạn, đòi ăn tà thần hả? Giờ mới để ý tim bạn còn cả trụ ngoài. Dâng cao cấu máu liên tục không cho họ dọn lính. Này thì lộn ra. Vậy mà vẫn chưa win được mọi người ạ, quá căng thẳng. Giờ mình thay giày để đỡ bị làm chậm. Mua sách luôn cho mạnh. Có lẽ nên ép thêm cái trụ dưới cho chắc ăn. Để ý cái thằng Dioma này chứ không nó lướt cái mình chết. Và thế là win. Cảm ơn mọi người đã xem Châm Bướm Cánh Tim. Ai chưa theo dõi thì cho mình xin một lượt nhé. Cảm ơn ạ.